YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Vâng, làm xong được bạn ạ.
sẽ là tựa cây bụi to, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tựa. Câu tựa hôm nay của mình sẽ là tựa mũ cối. Bây giờ mình sẽ câu nha. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn câu tựa. Tựa hôm nay của mình sẽ là tựa thùng nhựa. Bây giờ mình câu nhé. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu ở màu xanh. Một số nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem.